160 bản đặc biệt nha anh em. Mới mua chạy 9.000 mấy cây nó bị rung rần ở đầu, nó kêu là hỏng. Test cái nồi trước khi làm cho anh em xem nha. Mở tour AB 160 nha anh em. Đây, mở tour 98 99. AB 160 bản Edison. Chiếc AB 160 làm full nồi mở tua phải thay lọc gió nha anh em. Vì cái nồi mình bay bánh bì mẻ độ thì dớt theo bài hết, nó mở tua ra hết đây luôn. Còn zin nó lên tới đây thôi, khoảng 80 mấy%, nó lên được có 130 mình làm nó là nó lên hết kim luôn nha. Ngoài lọc gió đục trời giúp lượng gió nó nhiều hơn đó. Cái lọc cái zin đó nó bằng giấy đó, chạy thời gian nó đóng bụi luôn. Làm chuông bố và xo. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem nha. Các bài trong sáu rồi đây làm full nồi mở tua này mạnh móc không hai lục gió rồi luôn nha. Tục ngày hội SH 300 350
4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Đại hội đã thắt nha anh em. Quá trời xe luôn.